Đến tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thành Hào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Tâm Dũng, trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, Tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Lê Phú Tươi, trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh và trên 1.000 bà con là nhân dân Bến Tre đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban liên lạc đồng hương tại thành phố, đồng chí Lê Tâm Dũng đã thông tin khái quát tình hình hoạt động của hội trong năm qua. Trong năm 2012, Hội đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận động trên 24 tỷ 291 triệu đồng, xây 582 căn nhà tình nghĩa và nhà tình thương, góp phần cùng tỉnh giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho diện chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Ngoài ra, hội cũng đã trao 4.145 suất học bổng cho học sinh và sinh viên nghèo hiếu học với tổng trị giá trên 1 tỷ 961 triệu đồng. Tặng 120 chiếc xe đạp, 90.000 quyển tập học sinh, mua bảo hiểm y tế cho 200 học sinh. Trong năm 2012, hội cũng vận động hỗ trợ xây 156 cầu, ráng bê tông và trải nhựa 34.886 mét đường với tổng số tiền 34 tỷ 657 triệu 470 ngàn đồng, góp phần phát triển giao thông kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong chân thành gửi lời cảm ơn đến quý đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ nhân dân Bến Tre trong thời gian qua, mà đặc biệt là trong năm 2012, qua đó góp phần cùng nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng báo cáo lại với bà con đồng hương về tình hình kinh tế chính trị xã hội của Bến Tre trong năm qua và định hướng phát triển trong năm 2013. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí thiết tha kêu gọi các cô, chú, anh, chị em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gắn bó nhiều hơn nữa với quê nhà nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho địa phương thoát nghèo. Tỉnh nhà cũng luôn mở rộng vòng tay chào đón những người con của Bến Tre trở về đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh và làm giàu trên quê hương mình. Tại buổi họp mặt, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao bằng khen cho một nhà tài trợ là Việt Kiều Canada, trong thời gian qua đã giúp Bến Tre xây dựng 39 cây cầu bê tông.